nó mọc gần dũng á mọi người. Mấy cái lá này thì mình thấy nó còn non. Hello mọi người đã đến với kênh YouTube của Sang. Hồi nãy thì mình định làm kem cho mọi người coi. Mình nạo dừa rồi, đang nạo dừa thì chợt nhớ ra là hôm nay cúp điện, đâu có làm kem được, đâu có bỏ tủ lạnh được đâu. Cho nên là chắc hôm nay mình sẽ dừa lá sâm cho mọi người xem á. Tại vì ở nhà mình trồng nhiều lá sâm lắm. Thì đây là cây lá sâm của mình nè mọi người. Đợt mình cũng hái mình bán bớt rồi á. Còn nó nhiêu đây nhưng mà nó mọc trên cao. Nó bò trên cao á, không biết có hái tới không nữa. Lá sâm mình thì cũng ít lá chứ không có nhiều. Đây này, nó mọc gần dũng á mọi người. Mấy cái lá này thì mình thấy nó còn non. Mấy cái lá này thì giờ nó chưa có nước nhiều á, dạng như là cái chất mà làm đặc ấy. Nó sẽ nhạt. Đúng rồi. Còn mấy cái lá này thì mình nghĩ chắc ăn được rồi. Mấy cái lá như thế này nè. Mặc dù nó nhỏ nhưng mà như thế này thì mình nghĩ nó ăn được rồi. Mọi người mình để ý là thấy mấy cái bong bong như thế này thì nó sẽ có chất đặc nhiều hơn, nó sẽ giò nó xanh hơn. Nói chung là nó già. Đây thì hồi nãy giờ mình hái thì được tầm nhiêu đây lá sâm nè. Bây giờ thì mình sẽ đem đi rửa để cho nó sạch hết cái bụi bẩn trong đây nha. Đây nè mọi người, mấy cái lá như thế này thì mình phải rửa cái mặt sau nha. Tại vì nó hay có bụi đây á. Nè mọi người thấy không? Nó bị nổi đốm á. Mình kỳ như thế này. Nếu không nó sẽ bị bẩn. Nước này nữa là mình rửa nước thứ hai rồi mọi người. Giờ mình chắc ra rồi chế nước vô giò nha. Đây giờ mình chế nước vô giò nha mọi người. Nước thì mình giò nước mưa mọi người. Nhà mình thì dùng nước mưa không à. Nhà mình không có xài cái nước máy gì đấy. Toàn là hứng nước mưa rồi mưa đến cái mình chứa. Mình chứa cái xài thôi. Mình chứa cái mùa mưa đến á thì chứa cũng nhiều lắm mọi người. Chứa được cũng mấy bồn mấy. Mấy nghìn lít đấy. Rồi xài là hết mùa nắng thì tới mùa mưa mình hứng tiếp. Nói chung là có mấy năm nước mặn á là mình sẽ đi xách nước giếng xài mọi người. Xách nước giếng. Có mấy bữa thì người ta đem nước mấy năm nước mặn thì người ta đem nước ở mấy cái vùng trên, mấy cái vùng nước ngọt người ta đem xuống người ta cho. Nhưng mà chỗ mình thì có nước mưa chứa sẵn nên không có lấy. Với lại dùng nước giếng.
Hồi nãy chắc là chế bị nhiều nước quá không ta? Mười giò. Này bữa thì mình cũng hái bớt lá già mình bán rồi. Mình thấy đặt như vậy chắc được rồi ha mọi người. Mình thấy kẹo vậy nè. Giờ nước mưa thì mình cảm thấy nó hơi có bọt bọt ấy. Giờ mình lượt qua rây rồi mình đem phơi nắng cho nó đông lại. Cái này còn dò được thêm một nước nữa nha mọi người. Chút mình dò thêm một nước nữa. Cái bọt này mình hớt ra nha. Hớt ra thì nó sẽ trong, nó đẹp hơn á. Mình hớt cái bọt này ra. Xong rồi nè mọi người, bây giờ mình đem cái sửng lá xăm này đem ra phơi nắng nha. Đây, phơi nắng ngoài đây mọi người. Hôm nay không có nắng, hôm nay thì trời âm u. Nói chung là cũng nắng nhẹ. Trời cũng mưa. Rồi, mình phơi đỡ đây nha mọi người. Ở đây cũng nắng nhẹ thôi. Trong quá trình đợi lá xăm đặc thì bây giờ tụi mình cùng đi thắng nước cốt dừa nha. Mình bỏ vô một tí muối nha mọi người cho nó béo. Ê, không biết mình ngủ không. Đây là mọi người, hôm nay mình ăn món này nè, canh chua cá hồi. Mọi người có hay ăn cá hồi không? Cá hồi nấu canh chua ngon lắm mọi người nè. Mời mọi người nha. Giá giờ mình đi thắng nước cốt nha mọi người. Lại nhảy luôn nè, nước nó lên cao lắm. Rồi bây giờ mình thắng nước cốt nha. Xuống đây mọi người, bắt nó lên hai trái dừa này đỡ đi. Chứ giờ vô bếp thì tối hôi không có thấy đường quay. Rồi. Này thì mình quậy cho nó kẹo lại là được nha mọi người. Nó sôi nè. Nó sôi nè mọi người. Cho nó sôi chút đi. Thêm lửa vô cho nó sôi chút đi ha. Nãy trái dừa nó thấp quá cho nên là mình bỏ lên hai cục đá nha mọi người. Thấp quá nó không có cháy. Nó sôi à mọi người thấy không? Ở đây thì nắng hơi chói. Nắng sôi á. Lá xanh thì mình dò được hai cái thôi, một sửng với một thao này thôi à. Cái này là nước nhất nè. Cơm mới nấu chín nè mọi người. Có cơm trái thì ăn ngon luôn nè. Nè mọi người nha. Có ai thích ăn cơm trái không? Cơm trái thì nó ăn giòn giòn ngon lắm. Mà có điều nó hơi đắng nha. Này là sửng nước đầu nha mọi người. Nó mọi người. Nó phúng phính mà nó cứng cứng nè. Nó không cứng luôn nha. Nó mềm. Đấy mọi người thấy không. Giờ để mình múc ra dĩa.
Không, không múc được luôn mọi người. Wow. Và đây là thành quả nãy giờ mình làm nè mọi người. Lá xăm nước cốt dừa. Nè, mời mọi người ăn nha. Mời mọi người ăn với mình nha. Trưa nắng như thế này mà có một ly lá xăm nước cốt dừa này ăn rất là mát luôn. Nhưng mà nếu mọi người có xương sáo hoặc là cái gì ta, bánh lọt, xương sáo với bánh lọt bỏ vô ăn chung thì rất ngon luôn á. Xương sáo thì thường mình mua cái bịch bột xương sáo về mình tự quậy. Nước cốt dừa thì béo béo, lá xăm thì nó mềm. Chắc hồi nãy mình cũng cho nhiều nước quá cho nên nó khá là mềm á. Ngon mọi người ơi. Chắc quay YouTube cái món này là mình hài lòng nhất á. Thì hổm có mấy bạn hỏi là mình dùng điện thoại gì quay phim, thì sẵn đây có hai cái máy cho nên là mình cho mọi người xem cái điện thoại mà mình hay dùng quay phim. Đây, mình thường quay phim bằng cái điện thoại này nha, Samsung A02. Mọi người có còn xài máy này không? Có ai xài cái máy này giống mình không? Hình như cái dòng này hết ra rồi, bây giờ là A03 thì phải. Samsung A02 quay màu sắc thì mình cảm thấy nó cái màu sắc thì nó không có được đẹp mọi người, cái màu nó bị nhợt nhợt ấy. Còn quay phim thì chắc là mình làm rớt nhiều quá cho nên là khi quay nó thỉnh thoảng nó bị như thế này. Nó bị cái màn hình như thế này nè mọi người. Lâu lâu quay thì nó sẽ bị như thế này. Tại biết sao, cái chân quay của mình nó cũng bị hư rồi cho nên là nhiều khi nó ngã làm bể điện thoại trơn. Đó thì mình quay bằng cái con này nha. Thường mình quay phim cho mọi người coi bằng cái con này nè, A02. Thì lúc trước khi xài con này là mình xài Samsung G4. Loại này là năm 2018 mà nó hết ra rồi. Cái này thì mình dùng nó bị đứt màn hình rồi, bữa sửa lại nhưng mà nó hư nữa rồi cho nên là mình chưa có sửa nữa. Nhưng mà chắc chắn phải sửa rồi tại vì đây là cái điện thoại đầu tiên của mình á. Còn cái con điện thoại mình đang quay để mình cho mọi người coi nha. Đây, còn cái phân cảnh này là mình dùng cái A02 nãy mình giới thiệu mọi người á, là trước giờ mình quay bằng cái đó mọi người. Còn cái con này là do mọi người góp ý là màu sắc không đẹp cho nên mình cũng muốn mang đến những video nó màu sắc nó đẹp hơn một chút thì mình mới sắm con này là A13, Samsung A13 nha mọi người. Thì trong tầm giá tầm trung thôi, cũng tầm thấp thôi chứ không có cao. Nhưng mà nó cũng nhỉnh hơn được chút, màu sắc nó cũng đẹp hơn một chút, nó sáng hơn một chút. Cho nên là mình sắm con này. Còn iPhone thì mình chưa có tiền mua. Tại vì mình phải để dành vốn mọi người. Mình để dành vốn, mình làm này làm kia nữa. Rồi mua đồ về làm YouTube, quay phim này kia cho mọi người coi nè. Thu nhập của mình thì từ các brand booking ở trên TikTok với lại bán hàng. Cho nên là cũng không có dám sắm gì nhiều. Mình thì không có dám sắm gì hết. Mình có tiền thì mình để dành thôi. Còn đây là cái chân quay của mình hay dùng làm giá đỡ điện thoại mọi người. Nè, nó bị bữa mình làm rớt ấy. Cái này thì của Yutang nha mọi người. Yutang. Đấy, nó rụng ra hết rồi. Dùng nó, mọi người, Yutang. Thì cái này là mình mua 200 mấy mà mua trên Shopee chắc là bị dụ rồi, hàng dởm rồi. Xài ít bữa thì nó bị nói chung thì mình cũng có làm rớt. Làm rớt nhiều cho nên nó rơi rụng chứ đừng đổi thừa người ta. Đó, nó rơi rụng ra như thế này á, nhiều khi quay mình để đó cái nó ngã xuống mọi người. Nó ngã xuống thế là điện thoại mình nó tanh banh luôn. Nó rớt nhiều lần, còn cái này mình phải gàn dây hung. Mà nhiều khi đứt cộng dây hung rớt luôn cái điện thoại. Nghe cái bóp bóp mà rớt xuống rạch xi măng mọi người. Đó, đó là cái chân quay của mình, nó quá là cùi luôn. Để mình sắm cái khác, mình sẽ sắm cái khác. Bây giờ thì ăn lá xăm tiếp với mình nha, còn một tí nữa, nãy giờ nó tan ra hết rồi. Nước đá nó tan hết. Không biết chỗ mọi người có trồng lá xăm ha. Trưa nắng mà ăn nhà này là mát lắm luôn á.
mà phải có nước cốt dừa và bỏ vào thì ăn nó béo béo, ăn mới ngon hơn mọi người. Mình cũng được 2.000 giờ xem rồi mọi người, còn 2.000 giờ nữa, cố lên mọi người, nhớ đồng hành cùng mình nha. Còn 2.000 giờ xem nữa. Nhưng mà thôi không nói đâu, nói chung là cố lên. Còn một tí nữa là hết rồi. Thế á, nhiều khi mình muốn lấy ghe quay phim cho mọi người coi mà mình không biết bơi, mình sợ quay hồ lọt dũng cái mình chết chìm luôn, tại vì nó sâu lắm mình không biết bơi. Mình ở miền Tây nhưng mà mình không biết bơi nha mọi người, đi cầu khỉ mình còn không biết đi mà, thì mình nó như vậy là nửa mùa vậy á, ở nửa con người mình như nửa mùa là nửa phố nửa quê á, mình có biết đi cầu khỉ cũng không có biết bơi luôn. Lúc trước thì mình cũng hay đi Mò Hến á, mà bây giờ thì hết rồi, ngày xưa thì có đi Mò Hến. Thôi cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha, bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video sau, bye bye.